Anh hôm nay mình lại đầu tư một chút vào để nghiên cứu cái cánh là tua bin. Đây là nghiên cứu cánh tua bin. Đây là thủy điện giờ cho loại máy là từ 5 kW đến 10 kW. 5 kW đến 10 kW. Này cột áp từ 15 m, 10 m trở lên. Phụ thuộc cái lưu lượng nước. Có đến 50 m. Đây là mà cánh tua bin cho dầu máy 5 kW và 10 kW. Đang thiết kế. Còn các bạn nào mà thích có cái lưu lượng nước mà độ cao 2 mét mà nước 100 lít trên một giây, tức là ở một cái suối nhỏ vừa tầm mà độ cao chỉ có 2 mét thôi mà muốn lắp cái máy công suất khoảng độ 5 kW, thì nên lại mình chế tạo cho là tua bin, tức là xoáy xoáy tâm phản lực, tức là thiết kế một cái bể ngưng nước là nó có cái độ xoáy để nó tạo ra cái phản lực nao nước, thì nó sẽ kéo nó qua một cái hệ thống bánh đà và bu ly trung gian, là nó sẽ kéo được của khoảng 5 kW với lưu lượng nước là phải 100 lít trên một giây. Và đây là cánh này là rồi là cánh dùng cho máy 5 kW và 10 kW ở cái độ cao từ 10, 15, 20 m đến 50 m đến 40 m, phụ thuộc vào lưu lượng nước. Ai có nhu cầu thì liên hệ chỗ trung tâm nghiên cứu tua bin thủy điện nhà anh Nan km 8 nhé, để mình làm. Nhưng các bạn là phải khảo sát và báo cho mình này, cột áp là một này, lưu lượng nước là hai này, góc lắp đặt là ba này. Đấy. Góc mở để mà lắp đặt đường ống như là 10 độ hay 15 độ hay 20 độ hay 30 độ đến 40 độ đến 50 độ. Ví dụ như vậy để người ta tính lên là cái áp lực của nước là bao nhiêu. Chiều dài đường ống mà dài mà ống mà đi vòng mà độ thấp góc mở nhỏ thì áp suất của vòi phun sẽ bị kép. Mong các bạn làm là cùng nhau với bên mình này khảo sát cột nước cho nó chuẩn thì mới thiết kế tự quy cho chuẩn.